Vâng, xin chào anh em, đây là Hyundai Elantra N, một mẫu xe hiệu năng cao của thương hiệu Hàn Quốc, đối thủ của Civic Type R, ngày hôm nay đã xuất hiện tại Hyundai Đông Đô. Chiếc xe này được Hyundai thành công giới thiệu cách đây khoảng 1 tuần hay là 10 ngày gì đó, nhưng chưa có mức giá công bố chính thức. Với mức giá của Civic Type R là khoảng 2 tỷ 4 thì theo anh em, chiếc xe này với cái cách làm có khá nhiều điểm chung thì mức giá sẽ khoảng bao nhiêu? Hãy ngay lập tức comment ở phía bên dưới. Còn trong video ngày hôm nay, trong một không gian rất nhanh tại showroom của Hyundai Đông Đô, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là chiếc Elantra N này, N là N xịn nhá, có những điểm gì đặc biệt, những điểm gì đáng chú ý so với phiên bản 1.6 Turbo, tức là phiên bản N-Line mà tôi cũng đã chia sẻ với anh em rất kỹ ở trên mê xe rồi. Đừng quên để lại một nút đăng ký để ủng hộ chúng tôi sớm đạt tới những cột mốc tiếp theo. Cảm ơn anh em rất nhiều. Những điểm đáng chú ý đầu tiên về chiếc Elantra N này thì đầu tiên ở ngoại hình chúng ta có những cái sự thay đổi để tăng cái tính khí độ học cho xe. Và cái quan trọng là trái tim của chiếc xe này là động cơ 2.0 Turbo cho ra mức công suất lên tới khoảng 280 mã lực và 400 Nm. Đi kèm với hai tùy chọn hộp số, đó là hộp số tự động 8 cấp ly hợp kép như trên chiếc xe màu đỏ đang đứng cạnh tôi ở đây. Và một phiên bản nữa là phiên bản số sàn 6 cấp là chiếc xe màu xanh. Hiện tại thì Elantra bản N đang có 2 chiếc ở Việt Nam. Và hai chiếc đó đều đang có mặt ở Hyundai Đông Đô rồi. Nếu anh em muốn xem chiếc xe này thì có thể sang bên Hyundai Đông Đô ở Tam Trinh để tìm hiểu. Rồi, bây giờ hãy ngay lập tức đi vào chi tiết những gì đang có trên chiếc Elantra N này. Về tổng thể thiết kế thì chúng ta vẫn có những đường nét rất là quen thuộc ở trên chiếc Elantra thế hệ mới nhất rồi. Nhưng nếu để đi sâu vào hơn thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều những cái điểm khác biệt. Và những cái điểm khác biệt đó thì hướng tới việc là giúp cho chiếc xe có cái tính khí động học tốt hơn để đi ở tốc độ cao được an toàn, được ổn định hơn. Đầu tiên, mặt ca lăng này vẫn là cái cách tạo hình rất là quen thuộc, những đường nét. Nhưng nếu mà nhìn kỹ vào thì anh em sẽ nhìn thấy là nó to hơn. Nó được mở các cái lỗ ở đây, được mở rộng hơn, to hơn để khí đi vào nhiều hơn. Hay ngay cả cái két nước ở đây cũng được làm khác rồi, nhìn to hơn và có thêm một cái lớp ở phía bên trên nữa. Cái két nước để làm mát cho turbo cũng to hơn. Turbo của chiếc xe này rất là to. Đây, mở luôn cho anh em cái khoang máy ra để xem. Đây, khoang máy anh em có thể nhìn thấy luôn là có cả logo N này, có chữ turbo này. Xe này sử dụng động cơ 2.0, công suất lên tới khoảng 280 mã lực và có thể có cái chế độ boost để tăng khoảng thêm 20 mã lực nữa trong khoảng 20 giây. Đẩy turbo mạnh hơn, cái đó chúng ta sẽ tìm hiểu vào phía bên trong sau. Turbo cũng rất là to. Đây, khoang máy của Elantra N. Rồi ở đây anh em cũng nhìn thấy là logo N. N là N xịn nhé, chứ không phải N line nhé. N line tức là chỉ những chi tiết bản N thôi, chứ trái tim của xe rồi những cái thiết kế ảnh hưởng trực tiếp đến vận hành thì nó không phải là N. Đây mới là N xịn này, giống như kiểu là AMG line và AMG xịn của Mercedes ấy. Hệ thống đèn chiếu sáng thì vẫn vậy, và lên tới chiếc xe mà có thể mức giá bán lên tới khoảng 2 tỷ đồng thì vẫn là xi nhan halogen ấy, nhìn tức thực sự. Rồi kể cả những hốc hút gió ở đây cũng được làm to hơn. Rồi những đường nét được tinh chỉnh để tối ưu các cái luồng gió chạy quanh xe, giúp cho chiếc xe đạt được cái lực ghìm và cái độ ổn định tốt nhất khi mà anh em đi lên tới tốc độ có thể khoảng 300 km/h nếu mà mang vào đường đua. Tiếp tục bước sang phía bên này thì anh em sẽ thấy rất là đã mắt với một phần mâm kích thước lên tới 19 inch, sử dụng lốp Michelin Pilot Sport ZR, một loại lốp dành cho xe hiệu năng cao. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì cái lốp này ở Việt Nam có thời điểm còn cháy hàng và mua cũng khá đắt, khoảng tầm 8 triệu một quả. Tức là một xe này mà nếu mà thay 4 quả lốp Michelin ZR Sport thì là 32 triệu. Đấy, không biết bây giờ thì mức giá bán của chiếc lốp Michelin này thì có gì biến động hay không. Nhưng mà cái thời điểm mà tôi có nói chuyện với anh Nam Anh, chủ xe Camry, anh cũng đi cái lốp, cái mâm như thế này, thì anh ấy nói là anh ấy mua khoảng tầm 8 triệu và phải đặt ở bên Thái ship về. Cách tạo hình, những cái đường nét cũng khá là quen thuộc trên thiết kế của chiếc N-Line rồi. Nhưng mà tất nhiên kích thước to hơn, có logo N ở chính giữa. Và anh em nhìn cái đĩa phanh, nó to, và cùm phanh cũng là cùm phanh N nhá. Toàn đồ xịn thế này thì giá bán chắc cũng khó có thể dưới 2 tỷ được, khi mà chiếc Type R đã là 2 tỷ 4 rồi. Phía bên ba bô lê
cũng là cái chi tiết body kit và có chữ N được khắc dập nổi đây, rất là đẹp. Gương màu đen khác màu này, viền xung quanh cửa kính cũng được làm đen bóng luôn. Đây, bước ra phía sau. Đây, còn phần đuôi xe, cánh gió xịn nhá. Cánh gió này là một chi tiết rất quan trọng để xe có cái lực downforce, cái lực nhấn xuống, ghim xuống mặt đường khi mà đi ở tốc độ cao, và cánh gió xịn luôn. Thực ra là những chi tiết body kit ở trên chiếc Elantra N này rất có thể là một cái nguồn tham khảo cực kỳ tốt cho những anh em đi phiên bản N-Line thôi. Nhưng mà muốn độ xe, muốn ăn chơi hơn thì hoàn toàn có thể tham khảo tới những cái chi tiết chính hãng như thế này để mang về lắp trên chiếc xe của mình. Logo N này, cốp xe thì vẫn mở như vậy thôi. Xe vẫn chỉ có cam lùi thôi chứ chưa có cam 360. Xe đua thì toàn tay đua đi mà, cần gì cam 360. Đây, ở trong phía cốp xe này anh em sẽ nhìn thấy sự xuất hiện của một cái thanh răng. Đấy, nhìn sâu phía bên trong rồi này. Thanh răng này. Củ loa cũng to hơn. Xe này là có loa bâu rồi nhá. Loa bâu rồi. Đây, và anh em sẽ nhìn thấy hai cái ống bô nổ rất to. Lát nữa thì tôi sẽ nổ máy lên một chút, nhưng mà ở đây đang trong showroom nên là cũng hạn chế cái việc đó để không ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, cũng như là không xả khói ra để mọi người ngửi thấy thì hơi khó chịu. Ở đây vẫn là một cái đèn hậu đặt ở chính giữa như trên phiên bản N-Line. Hai cái ống bô rất to, nổ pup 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 kiểu bắp rang bơ luôn. Em xem cái. Đấy, như vậy ở bên ngoài thì chúng ta sẽ nhìn thấy rất nhiều chi tiết mang tính chất hiệu năng cao, như là cái lưới tản nhiệt to hơn này, mâm to hơn này, lốp hàng hiệu này, phanh hàng hiệu này, cánh lướt gió xịn ở phía sau này, và hai cái ống bô. Bước vào bên trong thì đập ngay vào mắt tôi, đó chính là vô lăng N-Line, trông rất là xịn. Cái này thì tôi đi Kona tôi cũng rất là ước, bởi vì anh em hội Kona cũng đặt những cái vô lăng N này về để thay vào xe. Thì tôi cũng đang rất là ước có một cái vô lăng như thế này để gắn lên chiếc xe của mình. Tiết diện thì không khác gì với phiên bản N-Line cả, nhưng cái sự khác biệt quan trọng đó là ở đây, anh em sẽ nhìn thấy sự xuất hiện của ba cái nút bấm. Nút ở phía bên phải là chỉnh những chế độ custom, nút ở phía bên trái là chỉnh những chế độ thông thường, là Eco Normal Sport này. Ở phía bên phải là chỉnh chế độ custom, tức là những chế độ mà để mang vào track ấy, N Standard và N Custom. Khi mà bấm vào nút này thì xe cũng sẽ hiển thị đầy đủ thông tin là động cơ đang ở chế độ nào nhá. Steering là vô lăng này, suspension là hệ thống treo này, transmission là hộp số này. Đấy, rất nhiều các tính năng. LSD là cái vi sai điện tử để điều khiển cân bằng lực kéo hai cái bánh trước, và đây là một chiếc xe đua cầu trước mà. Đấy, ESC là hệ thống law control kiểu như vậy. X-Hall Sound. Rồi là có cả tùy chọn tiếng bộ này. Lẫy chuyển số. Và đây đặc biệt là cái nút NGS. Với nút NGS ở trên vô lăng, khi mà bấm vào thì turbo sẽ tiếp thêm cho động cơ khoảng 10 mã lực và duy trì trong 20 giây để chiếc xe có thể tăng tốc tốt hơn và bứt tốc tốt hơn. Thực sự là tôi cũng rất mong chờ được có cơ hội cầm lái thử chiếc xe này, thì có lẽ là sẽ có nhiều thứ để chia sẻ với anh em hơn. Bởi vì cái điểm quan trọng nhất, cái điểm tạo nên sự khác biệt của Elantra N so với những phiên bản thương mại thông thường, đó chính là động cơ 2.0 turbo và cho mức công suất lên tới khoảng gần 300 mã lực. Thực sự là đi bim, đi mẹc, mình đi những chiếc xe khoảng 300 mã lực nhiều rồi. Nhưng mà với một chiếc xe thường được định danh ở phân khúc phổ thông như thế này, của một hãng rất là phổ thông như là Hyundai thôi, mà họ làm một chiếc xe cầu trước lại còn 300 mã lực thì không biết là nó sẽ vận hành như thế nào. Thực sự cũng rất tò mò và mong rằng là đến một ngày sớm nhất tôi sẽ được cầm lái chiếc xe này. Khi mà nút chỉnh chế độ lái N được chuyển lên vô lăng thì cái Drive Mode ở phía bên trái này như phiên bản N-Line là không còn nữa. Hai cái màn hình này dù kích thước không thay đổi nhưng giao diện hiển thị cũng đã khác rồi. Và anh em có thể nhìn thấy những thông tin như là nhiệt độ của dầu này, nhiệt độ của động cơ này. Đấy, rất nhiều những cái thông tin, turbo mở bao nhiêu này, torque của động cơ, bao nhiêu Newton mét này, vân vân. Nhìn đồ họa cũng bắt mắt hơn, cũng xịn sò hơn. Còn ghế thì cái tạo hình thì tôi nhìn thấy là không khác gì phiên bản N-Line cả. Nhưng ngồi thì không biết là nó cứng hơn không nhỉ? Không nhớ chính xác nữa. Phanh thì vẫn là phanh tay cơ. Thực ra thì theo tôi nghĩ là phanh tay điện tử thì sẽ hay hơn. Bởi vì ra xe cầu trước mà để mang vào trường đua
thì thực ra là cũng không dùng quá nhiều đến cái phanh tay cơ này đâu. Nhưng mà đôi xe thể thao mà, mọi thứ để hướng tới vận hành, nên có khi phanh tay cơ cũng là một điểm hợp lý. À, gương chiếu hậu là gương chiếu hậu chống chói tự động rồi, không phải là chống chói cơ như phiên bản N-Line nữa. Xe có thêm cửa sổ trời và toàn bộ nội thất là nội thất màu đen pha với đỏ này, ambient light màu đỏ, một số cái nút bấm màu đỏ. Treo phía sau vẫn là treo liên kết đa điểm. Và thực ra thì trong video này cũng chưa thể nhìn thấy được rõ là cái hệ thống gầm, cái dàn gầm và dàn treo của chiếc xe này có khác gì so với phiên bản N-Line hay không. Nhưng mà khi mà sờ vào cánh cửa, khi mà đóng cái xe vào thì tôi cũng có cảm giác như là mọi thứ được làm dày dặn chắc chắn hơn. Thực ra điều đấy cũng là dễ hiểu thôi, nếu mà hãng xe Hàn Quốc định giá cho chiếc xe này khoảng 2 tỷ thì cái việc gia cường thêm những chất liệu để xe cứng vững hơn, để xe có thể đi được tốc độ cao tốt hơn, đó là một điều hoàn toàn dễ hiểu mà thôi. Như vậy trong video ngày hôm nay chúng ta đã cùng tìm hiểu rất nhanh Hyundai Elantra N đã được giới thiệu tại Việt Nam rồi, chưa được công bố giá bán và hiện tại chiếc xe này đang được trưng bày ở bên Hyundai Đông Đô ở Tam Trinh. Nếu mà anh em thích khám phá xe này có điểm gì mới, điểm gì thú vị thì có thể sang bên này để tìm hiểu. Đừng quên để lại một nút đăng ký để ủng hộ chúng tôi sớm đạt tới những cột mốc tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.